Siêu phẩm rất là to chứ các bạn nhé. Đây là trên tay mình, đó là iPad Pro phiên bản 2017, có kích thước màn hình 12,9 inch. Đấy. Thì bây giờ là để so sánh cho các bạn hình dung một cách rõ nét nhất, thì mình sẽ lấy một chiếc iPad mini 6 ở đây ra. Đấy. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một chiếc mini 6 và ở phía dưới đó là một chiếc iPad Pro 2017. Và nó có kích thước màn hình 10,9 inch, nó tương đương gấp 2,5 lần so với cả một chiếc iPad mini 6 các bạn nhé. Màn hình nó cực lớn. Và nói về cấu hình của nó thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình, đó là RAM 4GB, chip A10X. Hai cái cấu hình này nó cộng lại, nó khẳng định rằng là hơn và mạnh hơn con chip A12 khi mà cái dòng iPad Pro này nó được trang bị cái màn hình, đó là một tần số quét lớn nhất của phân khúc 6-7 triệu các bạn nhé. Tần số quét của nó là cao nhất của phân khúc 6-7 triệu, đó là 12,120 Hz nhé các bạn nhé. Những cái dòng 120 Hz hiện tại bây giờ chỉ có 10.5 và 2017, và những cái dòng đắt tiền trên 10 triệu mới có màn hình 120 Hz các bạn nhé. Đấy, nên là cái dòng này là cực kỳ là hợp lý này. Màn hình cực to, cấu hình khỏe mạnh, màn hình vuốt rất mượt luôn. Mà bọn này nhá, nó là công nghệ 4 loa, 2 loa dưới, 2 loa trên. Đấy, mà hàng cực kỳ đẹp nhé, pin cao, màn đẹp, không ám ố, không già màn, không hồng màn các bạn nhé. Mà cái giá là cực kỳ là yêu thương luôn. Đấy. Đây là mình bẩn mình chưa lau. Đấy. Con này cực kỳ là ngon luôn, hiếm lắm, duy nhất mình chỉ có một cây duy nhất thôi các bạn nhé. Đấy, hàng cực đẹp. 4 loa stereo âm thanh vòng, con này thì để mà nói anh em sắp World Cup rồi, mua ngay không lại lên giá nha các bạn nhé. Đấy, camera thì 12 megapixel, hỗ trợ đèn flash, 4 loa đẳng cấp luôn. Đấy. 120 Hz, con này để xem phim đừng hỏi luôn. Anh em bên nơi ngay nhá, duy nhất chỉ có một cây thôi. Đấy, sẵn số lượng là những mã khác. Mình chuyên iPad nhưng mà cây này chỉ có một cây thôi, hiếm lắm mới mua được. Lên đơn ngay nhá,